Và cuối cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt của Thi Nga với ông Lý Hiền Tài về buổi gây quỹ của Tổ chức Liên minh Dân chủ Việt Nam Thuần Túy. Thưa quý khán thính giả, vào tối Chủ nhật tới đây, 9 tháng 6, Liên minh Dân chủ Việt Nam Thuần Túy sẽ tổ chức một buổi gây quỹ để yểm trợ các nhà tranh đấu ở trong nước. Chúng tôi được hân hạnh đón tiếp Chủ tịch Ban chấp hành của Liên minh tại phòng thâu hình của chúng tôi hôm nay là ông Lý Hiền Tài. Xin chào ông Tài ạ. Dạ, thưa kính chào, kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý đài. Chúng tôi rất hân hạnh được hôm nay để trình bày một số đôi điều về công việc mà chúng tôi đã làm cũng như là tổ chức đêm dạ tiệc gây quỹ để yểm trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Kính thưa quý vị, tất cả những chuyện đó chúng tôi đã làm được 4 lần từ năm 2011 cho tới ngày hôm nay. Và số tiền đó nếu được chúng tôi cũng đã gửi về trong nước theo danh sách và địa chỉ của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Cali, và họ đã đưa đến những thân nhân cũng như là những người mà các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đó đã bị bắt bớ, giam cầm, tù đài, và một số thì bị giam lỏng, rồi thân nhân và gia đình của họ rất khổ sở. Nếu chúng ta góp được phần nào để giúp cho họ thì cái phong trào đấu tranh trong nước sẽ càng ngày càng phát triển thêm lên. Thưa ông vừa mới nói đến cái danh sách các nhà tranh đấu dân chủ ở trong nước, thì như vậy là khoảng bao nhiêu vị ạ? Kính thưa quý vị, về danh sách của các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, chúng tôi tới hôm nay thì đã có được 120 người theo cái danh sách của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam từ ở Cali cung cấp. Và chúng tôi đã góp phần bằng cách là đã gửi về trong nước, và họ cũng đã nhận đầy đủ có giấy tờ chứng tích để nói lên cái vấn đề là chúng tôi đã góp phần cho những nhà đấu tranh đó. Bởi vì thưa quý vị biết, họ là những cột trụ gia đình, nhưng bây giờ họ đã bị bắt bớ, giam cầm, tù đài, thì thân nhân cũng như là vợ con họ rất khổ sở, và số tiền đó cũng có thể giúp một phần nào cho gia đình để mua thực phẩm cũng như thuốc men để tiếp tế cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang bị tù đài. Dạ, như ông vừa nói đó, đây là lần thứ tư mà Liên minh Dân chủ Việt Nam Thuần Túy tổ chức gây quỹ như vậy cho các nhà tranh đấu ở trong nước. Thì qua kinh nghiệm của 3 lần trước đó, thì ông thấy là trao tiền cho họ hay là cho gia đình họ như thế nào? Có gặp những cái khó khăn, những trở ngại như thế nào không ạ? Kính thưa quý vị, thì qua 3 lần kinh nghiệm chúng tôi đã thực hiện thì thấy rằng công việc cũng rất tốt. Có nghĩa là họ vẫn nhận được đầy đủ và có hồi báo cũng như có cái sự ký tên cũng như là những lời cảm ơn của họ. Và những cái giấy tờ đó chúng tôi đã lưu giữ, và cũng như chúng tôi cũng có nhờ Mạng lưới Nhân quyền cũng có gửi một số cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước mà chúng tôi không có danh sách, thì chúng tôi sẽ nhờ, thì công việc cũng đã tốt đẹp hết. Tức là gửi qua các cái đường chuyển tiền hay là có người ở trong nước đưa đến cho gia đình họ? Kính thưa quý vị, là chúng tôi gửi theo cái những cái đường dây của chuyển tiền, giống như là thân nhân gửi về cho thân nhân của họ ở trong nước. Tức là như là dưới dạng như là của thân nhân gửi vậy thôi. Dạ, thưa ông, như vậy đó thì để xin ông cho quý đồng hương được biết là cái buổi gây quỹ sắp tới này này, vào Chủ nhật chỉ còn vài ngày nữa thôi, sẽ được tổ chức nơi đâu và chi tiết như thế nào ạ? Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng muốn để gần cận ngày rồi mới được lên trình bày với quý vị ở trên truyền hình đây, là cũng để sợ nếu trình bày trước nữa thì sẽ quên, quý vị sẽ quên đi. Thành ra chúng tôi muốn để gần ngày để nhắc nhở, xin quý vị để yểm trợ. Thành ra chúng tôi sẽ tổ chức đêm hội ngộ để gây quỹ yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước vào lúc 6:30 ngày 9 tháng 6 năm 2013. Thưa, chúng tôi tổ chức ở tại nhà hàng Thần Tài ở Virginia,
Và cái nhà hàng này thì quý đồng hương ở đây cũng rất là rành, và đồng thời chúng tôi cũng mong rằng được sự giúp đỡ cũng như ủng hộ của tất cả quý vị để cho cái chương trình này nó sẽ được thêm phần tốt đẹp. Dạ, thưa người ta mà đến á, thì là trước là để giúp đỡ cho các nhà tranh đấu ở trong nước, sau là cũng gặp mặt hàn huyên và cũng để vui vẻ một chút nữa, thì ông cho biết là có các ca sĩ nào ạ? Kính thưa quý vị, để cho cái đêm dạ tiệc được hấp dẫn cũng như là vui vẻ, chúng tôi đã có mời hai ca sĩ từ Cali lên, đó là ca sĩ Mai Lệ Quyền cũng như là ca sĩ Giang Tử. Dạ. Và cùng với một số ca sĩ ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Dạ vâng. Dạ. Như vậy đó là muốn mua vé thì liên lạc ra sao thưa ông? Thưa, nếu quý vị muốn mua vé thì cứ xin liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại sau đây. Chúng tôi là Lý Hiền Tài. Số điện thoại là 410-917-1587. Anh Trần Văn Cẩn là 571-455-0009. Anh Dương Hòa Hiệp 571-426-0927. Và cô Minh Hà là 703-338-4279. Dạ vâng, thưa quý vị nhớ là chủ nhật tới đây lúc 6:30 thì đến gặp mặt, và 7 giờ nữa cũng được, ngày chủ nhật 9 tháng 6 tại nhà hàng Thần Tài, tức là Fortune, ở trên đường Arlington Boulevard, Fort Church, Virginia. Và có hai ca sĩ rất là nổi tiếng, sống động, tức là Mai Lệ Huyền và cái tiếng hát mà quý vị từng yêu thích là Giang Tử từ California đến, cùng với ban nhạc The Thunder Band. Để quý vị nhớ đến, giá vé chỉ có 40 đồng. Trước là để giúp đỡ cho các nhà tranh đấu ở trong nước, gia đình họ có thể sống qua ngày được, trong khi người mà coi như là trụ cột của gia đình đang ở trong tù. Và sau cũng là để gặp nhau hàn huyên và vui vẻ đôi chút. Xin quý vị nhớ cho. Xin kính chào quý vị. Dạ, xin kính chào quý đồng hương. Xin kính chào quý đài. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.